Xin chào bạn, tôi là Tú Phan trên trang web phankimtu.com. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tiếp tục cái phần chất liệu của các đối tượng trong Sigma 4D. Hôm nay chúng ta sẽ tới cái phần về cái độ trong suốt cho Banksy. Thì cái độ trong suốt thì chúng ta sẽ làm được những cái chất liệu như là trên màn hình bạn thấy đó, như là nước nè, rồi ly thủy tinh, hay là những cái hạt kim cương, hay là những hạt viên nước đá rồi đó. Nói chung là những cái thứ mà trong suốt á, thì nói về những cái thứ trong suốt đó đó thì chúng ta sẽ chú ý đến hai thứ, hai vấn đề. Thứ nhất á, là nó sẽ trong suốt, và những cái đồ vật nào mà bỏ vào ở phía sau nó, hoặc là giả sử như nước mà nhìn trên màn hình này, giả sử như nước thì chúng ta bỏ cái ống hút vào thì nó sẽ bị bẻ méo như thế này. Cái đó người ta sẽ gọi là khúc xạ ánh sáng. Khúc xạ ánh sáng nghĩa là ánh sáng nó sẽ bị sai lệch, ha, bạn nhìn trên màn hình nè. Cái ống hút bẻ rồi bỏ vào trong cái nước á, thì không phải là nó bị bẻ cong đâu, mà do cái nó hiển thị ra cái chúng ta nhìn khu gọi là khúc xạ, nó bị như thế đó, gọi là khúc xạ ánh sáng. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi nước á, khi giả sử ly thủy tinh hay là nước gì đó, thì có cái nguồn ánh sáng nào chiếu vào thì nó cũng sẽ phản xạ lại một ít ánh sáng trở ngược lại. Nó hai cái đó bạn lưu ý ha. Một là nó trong suốt, nó bị khúc xạ, hai là nó sẽ phản xạ lại một chút ánh sáng. Rồi lưu ý hai vấn đề đó. Rồi ta sẽ làm thử nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hình, mấy hình này tôi đơn giản thôi, bạn cứ vẽ hình cầu, hình hộp, rồi bạn cho nó tô màu đó cũng được, tôi làm ví dụ cho bạn. Rồi tôi tắt cái phần mà đường lưới đi, grid đây. Rồi thì bạn sẽ thấy là sẽ có hai cái hình cầu này với cái hộp này. Tôi để màu nâu, tôi chưa tô màu gì hết. Thì tôi sẽ cho nó làm một cái khối là trong suốt. Rồi rất là đơn giản thôi, video này cũng vài phút thôi. Đầu tiên tôi sẽ lít đôi chuột vô đây, tôi tạo mới một cái vật liệu. Vật liệu này giả sử như tôi ghi là plat đi, thủy tinh. Tôi lôi nó vào trong khối hộp này, tôi gọi nó vào trong hình cầu này. Rồi hai cái này được tô màu trắng. Giờ chúng ta sẽ chú ý về cái nhấp đôi vô đây. Bạn chỉnh sửa trên cái bảng này cũng được nè, hoặc là bạn chỉnh sửa cái phần thuộc tính bên đây cũng được, cách nào cũng được. Trong đây thì ta sẽ bật lên cái phần độ trong suốt, là nó là cái chữ các view trước đó tôi đã hướng dẫn bên đây rồi. View này tôi hướng dẫn bên đây đi cho bạn nhìn quen hai cửa sổ đều như nhau hết, nhưng mà chúng ta phải biết cách nhìn quen quen ha, cái nào chúng ta cũng làm được hết. Transparency là đây, bạn lít dưới đây cũng được nè, hoặc là bên đây trong basic đây, bạn chọn cho tôi cái transparency đây trong suốt đây, thấy chưa? Và ban đầu thì tôi khoan hãy nói đến cái phần mà reflection đi, tôi tạm tắt đi cái phần phản chiếu đi. Chứ nó phải có cái vấn đề đó ha, lưu ý các bạn phải có vấn đề đó. Nó phải có phản chiếu nữa, nhưng mà tôi tạm tắt đi, tôi hết cho bạn về cái phần độ trong suốt trước rồi chút ta bật lại sau. Chứ một cái đối tượng như ly thủy tinh nữa thì nó phải có hai cái vấn đề đó. Một là trong suốt, hai là phải phản chiếu lại ánh sáng. Rồi tôi tạm tắt bên phần reflection đi. Trong cái phần transparency này á là tôi bật chế độ render đi. Nói tới đâu thì tôi render tới đó cho bạn dễ hiểu. Phím tắt là chữ A là T cộng với chữ R. Anh chọn với R, hoặc là bạn click vô đây nè, bạn chọn đôi cái tùy chọn này đây, nó sẽ hiện ra cho bạn là một cái vùng render, một cái vùng render trước kết quả, nhìn cho nó dễ. Rồi bạn thấy chưa? Đó. Đây là cái vùng render của tôi nè, các video trước tôi hướng dẫn rồi. Thì cái vùng render này khi tôi vừa bật lên mà tôi bật chế độ transparency lên lên á, thế nào tôi đã bật chế độ transparency thì bạn sẽ thấy là cái khối cầu với cái khối hình hộp này nó mất tiêu rồi, thấy chưa? Thật ra nó không phải mất tiêu đâu, mà do nó trong suốt á, nó trong suốt hoàn toàn trong suốt luôn, giống như là vô hình vậy. Thì bạn nhìn nó sẽ xuyên ra phía sau, thấy chưa? Nè, tôi đang di chuyển để cho nó mất chế độ render, khi mà tôi buông chuột ra thì nó thực hiện cái việc render, thấy chưa? Trong suốt nè. Bên đây thì do tôi không có mở rộng cái vùng render, tôi chỉ để ít gì thôi cho bạn thấy là quả cầu nó vẫn còn hiện hữu, thấy chưa? Nhưng mà thực ra khi ta render thì nó đã hoàn toàn trong suốt, thấy chưa? Đó. Rồi giờ ta sẽ tới phần mà tùy chỉnh những cái thông số trong phần transparency cho nó xong. Tới phần transparency đây, tôi đang chọn cái phần lát ha, cái chất liệu là thủy tinh nè, lát đây transparency. Thì transparency này bạn chỉ chú ý cho tôi một vài thông số thôi. Thứ nhất á là màu trắng, color là màu trắng nha, tại transparency là màu trắng trắng trong. Hoặc là nếu cái trường hợp cái ly thủy tinh bạn nó màu xanh màu vàng gì đó thì bạn cho nó màu đó, giả sử như giờ màu trắng trước đi. Tiếp theo bạn tùy chỉnh cho tôi cái thông số này, tôi phóng to lên, Granite đây. Nếu mà bạn cho nó
trong suốt hoàn toàn, như hiện tại đang là trong suốt hoàn toàn không thấy gì nè, thì bạn tăng cái này lên 100%. Còn bạn nó muốn nó mà một mà đục á thì bạn giảm xuống. Thì tôi giảm xuống nè. Thấy chưa? Thấy rồi đó, bắt đầu thấy là hình rồi đó, chứ hồi nãy là nó trong suốt không thấy. Bạn càng giảm xuống thì nó càng mờ đục, nó càng hiện hình ra lại. Bạn cho nó bằng không luôn thì nó bình thường. Nó bình thường như như cái lúc mà bạn chưa bật chế độ cho Banshee, chế độ trong suốt. Thấy chưa? Đây là bằng không. Tôi sẽ tăng lên. Khi bạn tăng lên thì nó càng trong suốt, nó nhìn thấy được cái hình quả cầu ở phía sau nè, quả cầu đỏ phía sau nè. Tăng lên. Thế giờ khi bạn tăng lên 100% thì nó trở thành vô hình luôn, hoàn toàn trong suốt. Nhưng mà trong môi trường thực tế thì hầu như không có nào mà được hoàn toàn trong suốt gì đâu ha. Tại môi trường chúng ta phải có ít gì, phải có phản xạ ánh sáng. Rồi, đó là cái quan trọng nhất là trong phần Transi là chúng ta chỉ chỉnh cái độ trong suốt Granite. Cái thứ hai nữa, như tôi nói các bạn nãy, cái ly nước mà có cái ống hút bỏ vào á, bỏ vào cái ly nước á, thì nó sẽ bị cái ống hút nó sẽ bị bẻ gãy cắt ngang, thì đó là do hiện tượng là khúc xạ ánh sáng. Thì bạn nào chưa hiểu rõ cái khúc xạ thì bạn lên Google bạn đánh chữ khúc xạ là gì là sẽ ra ha. Thì cái khúc xạ thì bạn chỉnh ở đâu thì nó chữ tiếng Anh đó là refraction nè, refraction mặc định đang ở một, thì bạn thấy là tùy chỉnh con số này, thấy chưa? Nhưng mà chỉnh như thế nào cho đúng thì thứ nhất là cái việc mà cái ly thủy tinh á, thủy tinh bình thường á, thì cái thông số này khoảng khoảng từ 1.2 đến 1.5. Nếu mà thủy tinh bình thường nha, 1.2 hoặc là tới 1.5, nó dao động khoảng đó. Còn chúng còn bạn nào mà chưa biết gì hết á, chúng ta không rành gì khúc xạ bao nhiêu á, thì các bạn có thể lên Google, bạn đánh cái khúc xạ của thủy tinh là nhiêu, của nước là nhiêu, hay là của kim cương là nhiêu, ví dụ gì, để bạn biết được cái khúc xạ là cái chữ con số là 1.mấy. Hoặc là nếu mà chúng ta không biết thì đây phần mềm Simafree nó có gửi cho chúng ta nè. Trong cái phần đây nè, Refraction Reset là những cái mẫu có sẵn nè. Bạn click vào đây thì nó hiện ra những cái mẫu gửi cho các bạn rất là nhiều luôn. Bạn thấy chưa? Đây Bia nè. Tôi biết một số chữ tiếng Anh ha, nhiều quá tôi cũng không biết hết. Kim cương, diamond nè, ethanol nè, lát thủy tinh nè, miêu sữa nè, dầu nè, rồi ruby, hạt ruby nè, sapphire nè, hạt sapphire nè, water nước nè, nước đá nè, rồi whisky nè, thấy chưa? Rồi đây là một số gỉ, thì bạn click vô đây bạn thử đây. Thì sử giờ tôi chọn thử là tôi đang chọn nước thì đây là 1.33 nè, thấy chưa? Khi tôi chọn thì bạn đây bạn xem thử. Thủy tinh, thủy tinh ở đây là 1.5 nè, thấy chưa? Sapphire, diamond là kim cương nè, kim cương là 2.4 nè. Khúc xạ rất là nhiều. Bia rồi nè, đó thì bạn cứ lít vào và tìm hiểu thôi. Mà lưu ý là khi mà nó khúc xạ nhiều á thì nó không có thấy được cái đối tượng phía sau luôn. Thấy chưa? Bạn nhìn nè, cái khối hộp này nè, nó không có nhìn thấy được cái khối cầu phía sau. Đó, thì giả sử giờ tôi muốn làm cho nó mờ thấy được phía sau đi thì tôi cho đây là 1. 1. 1 thì nó lại là 1 thì lấy là nó trong suốt luôn rồi, cho dưới 1 thử. Rồi ok ha. Thì tôi cho dưới 1 khoảng 0.9 mấy gì đó, bạn thấy là nó nhìn được đối tượng phía sau nhưng mà nó có cái hiện tượng là hơi bị lệch một tí, thì tôi cảm thấy như thế này là ok, tạo cái hiệu ứng thủy tinh giả cho người khác. Không phải khoảng 0.9 nha, bạn điều chỉnh khoảng 0.9. Rồi. Đó là những cái mà quan trọng trong đây. Rồi cái này tôi thử cho màu khác thử đi. Thấy chưa? Thật sự tôi cho cái này cái thủy tinh này là không phải là màu trắng nữa mà tôi cho là cái màu hơi xanh xanh gì đi, hơi vàng vàng thì bạn chỉnh vào đây. Thấy chưa? Tùy các bạn thôi, thường thường thì đến đây. Rồi giả sử đỏ đỏ thì nó trùng rồi, giả sử tôi cho hơi vàng vàng đi. Rồi hơi vàng vàng gì đi. Rồi bạn muốn chỉnh cái độ trong suốt nó thì đang kéo ở đây. Thấy chưa? Kéo lên đây thì nó rất là trong suốt. Rồi. Trong cái phần này thì chỉ đơn giản vậy thôi. Còn cái phần này là cái phần khi bạn màu, màu này là màu gì nữa? Ok. Màu này là cái phần mà màu bên trong á. Đúng không ta? Đúng rồi. Phần màu bên trong nữa nè. Nó làm chia cái phần mà trong suốt này, nó chia làm màu bên trong nữa nè. Cái khoảng cách là 100 để sẽ tôi cho cái số càng nhỏ. Số càng nhỏ thì cái màu càng đậm, lưu ý bạn ha. Này là cái màu bên trong này, số càng lớn thì cái màu càng hơi lợt. Đó, thấy chưa? Thấy cái hiệu ứng đẹp chưa? Sẵn đây tôi nói thêm luôn, cái phần mà Transi này
nó tới hai màu lẫn hai, một cái màu toàn bộ, một cái màu bên trong. Nếu bạn chọn đây, mặc định đây là màu trắng, nó sẽ theo cái màu trên. Còn nếu bạn chỉnh cái màu khác thì nó sẽ là cái phần bên trong. Còn cái phần dưới đây là cái khoảng cách. Nếu cái chỉ số này càng nhỏ thì cái màu càng đậm, cái màu bên trong nghe càng đậm. Còn nếu chỉ số này càng lớn thì cái màu càng lợt. Thấy chưa? Rồi, đây nó có cái công cụ hút màu nè, Pick Color. Hút màu bắt từ bất cứ vị trí nào trên cái màn hình này, tương tự như bên phần mềm Photoshop, Pick Color. Rồi giờ ta cho ở đây quay về cái màu màu trắng đi, cho nó mặc định đi. Rồi cho mặc định lên đi, cho cái này là... Rồi mặc định như nãy, bạn đã hiểu được cái phần mà độ trong suốt là cái phần Granite nè, có cái độ khúc xạ là Refraction nè, là hiểu rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới quay lại cái này, chúng ta sẽ bật thử cái Reluctance ở đây lên. Rồi khi bật lên thì bạn thấy cái gì? Mà nhìn kỹ ha, nó hơi mờ mờ mà nhìn kỹ nha. Khi mà bật lên thì bạn thấy nó sẽ phản xạ lại ánh sáng. Thấy chưa, một đốm trắng trắng hơi mờ nhạt một tí. Tại sao vậy? Tại vì cái phần reaction chúng ta chưa có chỉnh gì mà. Bạn muốn thì nó chỉnh, thì bạn chỉnh cái độ phản xạ ánh sáng lên một tí. Thế nè. Thấy chưa? Bạn chỉnh cho nó cao lên một tí đâu rồi. Phần cao đây. Thấy chưa? Bạn chỉnh thì nó sẽ phản xạ lại cái ánh sáng một tí. Cái này video về cái phần mà reduction thì video trước, video này tôi hướng dẫn các bạn rồi ha, nên tôi không nhắc lại nữa. Chỉnh này là chỉnh cái độ cái điểm mà phản xạ đây nè, specular, một cái điểm này thôi, một cái điểm nhấn trắng này đây thôi. Rồi, chỉnh cho nó vừa vừa thôi. Rồi, để cho cái hình nó render được đẹp một tí, giả sử giờ tôi thêm một cái mặt sàn đi. Thêm một cái mặt sàn nha. Thêm cái loa. Rồi ta cho cái sàn này nó xuống dưới đi. Rồi cái mặt sàn này giả sử ta cho thêm chất liệu đi, chất liệu cái mặt sàn đây là cái floor. Rồi chất liệu mặt sàn giả sử như đơn giản là tôi chỉ cần thêm cái reflection thôi, tôi thêm một cái độ phản chiếu. Rồi tôi cho độ phản chiếu. Rồi bạn thấy đẹp chưa? Tôi render thế ha, Ctrl A, ta được một cái hình như thế này. Thấy chưa? Cái hai cái khối cầu màu vàng, cái khối cầu với cái hình hộp màu vàng nè, như cái thủy tinh nó đi khúc xạ cái ánh sáng. Như vậy là thấy đẹp rồi. Bây giờ ta thêm thêm cái bầu trời đi, thì bạn có thể là thêm cái phần bầu trời lên là cái bầu trời thì ta thêm bầu trời đây đi, đây nè, Physical Sky. Rồi thêm Ctrl R. Rồi bạn thấy ok đẹp ha. Chúng ta được hình như thế này, nhìn rất là đẹp, rất là xuất sắc. Hai cái khối cầu với một hình vuông màu vàng như là bằng thủy tinh. Cái độ sáng có phản chiếu ánh sáng. Rồi như thế này là thành công rồi. Tôi kiểm tra lại cái nữa là xong, kết thúc cái video này. Lưu ý nè, thứ nhất là cái phần JavaBeans. Thực tế là cái không có cái nào nó quá trong suốt đâu, nó chỉ khoảng chừng 95% thôi, lưu ý ha. Thực tế thì chỉ khoảng 95% thôi, chứ không có nào nó quá trong suốt đâu. Và cái reduction này thì khoảng 0,9 thì thấy nó đẹp nhất. Rồi ta bật thêm cái reflection này. Reduction chứ reduction là 0,9, khúc xạ khoảng 0,9. Còn cái độ phản chiếu thì bạn cứ cho nó phản chiếu lên. Rồi video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Tôi là Tú Phan, hướng dẫn các bạn trên trang web fankimtu.com.